Dạ Bi Lớp Giác Mơ xin chào chị ạ. Em ơi, chị muốn đặt tiệc sinh nhật cho 40 người. Hello em ơi, chị đang muốn đặt tiệc sinh nhật cho 50 người. Dạ em, chị đang muốn đặt tiệc sinh nhật cho 20 người. Em tư vấn giùm chị với. Hello, lại là Huy Ken đây. Chào tất cả mọi người đến với Bi Lớp Xếp 70. Hôm nay Bi Lớp Xếp 70 nhận rất là nhiều cuộc gọi từ các bạn để đặt bàn sinh nhật. Với quy mô đầu tư thật là hoành tráng, với sức chứa lên đến 1.000 người, thì hiện tại Xếp 70 có thể được xem là một tụ điểm để các bạn tổ chức sinh nhật, liên hoan cùng gia đình và bạn bè. Bất kỳ buổi tiệc sinh nhật từ vài người đến vài trăm người thì Z70 đều nhận tổ chức trọn gói cho tất cả các bạn và được tặng decor trang trí sinh nhật thật là dễ thương với nhiều tông màu. Các bạn vừa được thưởng thức những món buffet đa dạng và uống bia thả ga, chiêm ngưỡng những tiết mục biểu diễn thật là đặc sắc tại Z70. Sau đây Huy Ken mời các bạn đi theo Huy để coi một đại tiệc sinh nhật tại Z70 được diễn ra như thế nào. Ken mời tất cả các bạn cùng xem một bàn tiệc được đặt ở Z70 với một lượng khách là 50 người được trang trí như thế nào tại Z70 với tông màu vàng gold thật là sang trọng tại Z70. Ngoài bàn tiệc 50 người ở đây thì còn một bàn tiệc 20 người. Hôm nay là bàn tiệc 20 người được trang trí với tông chủ đạo màu đỏ được Z70 dành tặng cho buổi tiệc sinh nhật ngày hôm nay với lối trang trí thật là sang trọng. Theo các bạn đã thấy là những cái khay nến và chị thấy đi với hoa bong bóng